Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Các chính sách của tỉnh về đảm bảo an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế. Chuyển biến về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Phòng dịch đau mắt đỏ trong học sinh. Cần quản lý các nguồn thu góp đầu năm học. Trong 2 ngày liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy. Sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã quý 3 năm 2023 trực tuyến đến 89 điểm cầu với trên 5.000 đảng viên tham dự. Dự giờ sinh hoạt tại điểm cầu thị ủy có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Giờ sinh hoạt triển khai chuyên đề quy hoạch chung thị xã đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, gắn với chương trình phát triển đô thị thị xã Mỹ Hào đến năm 2030. Theo quyết định số 1328 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào có diện tích gần 7.940 ha theo hướng đô thị thương mại dịch vụ công nghiệp, có hệ thống hạ tầng đồng bộ văn minh phát triển bền vững. Xây dựng thị xã đến năm 2025 đạt đô thị loại 3, giai đoạn đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 2. Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030 chiếm 65%, đến năm 2050 chiếm hơn 80%. Dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng trước gồm nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, xây dựng đài hóa thân và công viên nghĩa trang tập trung. Lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết khu đô thị hành chính trung tâm mới của thị xã, xây dựng các tuyến đường kết nối nội thị và với các khu vực lân cận. Giờ sinh hoạt chuyên đề nhằm cung cấp cho các đảng viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác quy hoạch đô thị Mỹ Hào, từ đó nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp mang tính đột phá, giúp người dân giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Cùng với chính sách của Đảng Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, từ năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều chính sách về an sinh xã hội như nâng mức trợ cấp cho trên 730 đối tượng bảo trợ đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Trợ cấp xã hội hàng tháng với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước về hỏa táng, đóng bảo hiểm y tế cho trên 650 người thuộc 9 nhóm đối tượng với mức trên 100 triệu đồng một năm. Đáng chú ý, ngày 22 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 345 trợ cấp cho gần 2.000 người cao tuổi, cô đơn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được chuyển sang diện bảo trợ xã hội, hưởng với mức từ 1.620.000 đồng đến 2.340.000 đồng một người một tháng. Bà Nguyễn Thị Mão là hộ nghèo ở xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, sống cô đơn, không có chồng con, bản thân lại hay ốm đau, nên khi nhận được tiền trợ cấp của tỉnh, bà rất bất ngờ và phấn khởi. Tôi được 1.620.000, tôi phấn khởi, tôi đi khắp làng. Tôi sống một mình thì cuộc sống khó khăn thật. Thế bây giờ lại có cái chính sách này thì đúng là mừng quá, tỉnh cho này nè, mừng quá. Hiện đang có trên 52.000 người được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Trung ương và của tỉnh, gần 400 tỷ đồng một năm, gần 45.000 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, học nghề và tạo việc làm. Từ năm 2020 đến nay, cùng với nguồn lực xã hội hóa và vốn ngân sách tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho trên 2.200 hộ với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Vợ con không có bố mẹ chết sớm thì cũng có mình thôi. Trước kia tôi cũng được hỗ trợ là xây dựng nhà ở khang trang, được cấp bảo hiểm y tế của hộ nghèo là để đi khám chữa bệnh. Trước tôi được hộ nghèo năm thứ tư, thì bây giờ được triệu sáu hai chục, được một cuộc sống ổn định là tôi rất phấn khởi, rất mừng và cũng rất biết ơn. Ngoài cái đối tượng được xây nhà, sửa nhà theo cái chương trình của tỉnh thì chúng tôi còn mở rộng cái đối tượng của huyện. Rồi các cái trường hợp khó khăn thì chúng tôi cũng thường xuyên hàng năm đều có cái hỗ trợ và sẽ tiếp tục trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục làm tốt cái việc này, giảm nghèo, cái cận nghèo. Những chính sách an sinh kịp thời nói trên
không chỉ mang lại đời sống vật chất tinh thần tốt hơn cho người dân mà còn tạo sức lan tỏa để các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Kết quả, năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của Hưng Yên giảm chỉ còn 1,93%, giảm 5,59% so với tỷ lệ trung bình của toàn quốc. Theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 19, tỉnh đã ban hành rất nhiều các chính sách về an sinh xã hội, đặc biệt là rất là quan tâm đối tượng đối với người nghèo, người già, cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo, thì tỉnh đã chuyển sang bảo trợ xã hội, có nghĩa là nuôi trọn đời. Giai đoạn 21-25, thì tỉnh đã xây dựng xóa nhà người nghèo, những đối tượng khó khăn về nhà, mỗi một gia đình hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng, xây dựng mới và sửa chữa hỗ trợ 40 triệu đồng. Đối với hộ nghèo mà có ruộng sản xuất nhưng thiếu vốn sản xuất thì sẽ cho vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Thế còn những người mà không có ruộng sản xuất đó, còn khả năng lao động thì sẽ chuyển sang đào tạo nghề để sau này có thể làm ở các doanh nghiệp, để làm sao mà cái tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2025 là khoảng 0,5% và tiến tới là sẽ cả tỉnh Hưng Yên là sẽ không còn hộ nghèo. Phát huy những kết quả đạt được, ngày 21 tháng 8 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục ban hành nghị quyết số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm chỉ còn 0,5%, đến năm 2030, phấn đấu không còn hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu trên, rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương cùng chung tay để những người có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Sau hơn một năm thực hiện kế hoạch số 141 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 2 tháng 8 năm 2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, đã có một số chuyển biến về thực hiện tiêu chí môi trường. Hiện toàn tỉnh có 106 trên 139 xã đạt tiêu chí môi trường, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khoảng 620 tấn trên ngày, đạt hơn 80%, thành lập và duy trì hoạt động 915 tổ vệ sinh môi trường. Đặc biệt, đã có 39 hợp tác xã hoạt động về lĩnh vực môi trường, chủ yếu là thu gom rác thải ở khu vực nông thôn. Tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để triển khai một số công trình xử lý nước thải khu dân cư tại huyện Phù Cừ và Kim Động. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang chuẩn bị xây dựng thêm một số khu tập kết rác thải tập trung để xử lý rác thải khu vực nông thôn. Kết quả chỉ số xanh cấp tỉnh PGI giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đạt 4,25 điểm, xếp thứ hạng 9 trên 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, gương sáng gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những năm qua, người cao tuổi huyện Khoái Châu đã tích cực hiến đất, góp công sức, ủng hộ tiền của, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hăng say lao động sản xuất, trở thành những tấm gương sáng để con cháu noi theo. Ông Phạm Văn Thái, gần 70 tuổi, nhưng vẫn luôn nhiệt tình tham gia ủng hộ các phong trào hoạt động ở địa phương, là một trong những người tiên phong gương mẫu thực hiện các cuộc vận động của cấp ủy chính quyền địa phương. Năm 2020, thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng đoạn đường giao thông nông thôn ở xã theo hình thức vận động nhân dân hiến đất. Ông Thái đã không ngần ngại quyết định hiến phần đất ở của gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng với diện tích trên 40m². Trên phần diện tích đất hiến có công trình nhà ở, tường bao, nhưng vì lợi ích chung, ông Thái đã phá bỏ để nhường đất phục vụ thi công làm đường. Bên cạnh đó, ông tích cực đóng góp công sức và tiền của để cùng địa phương xây dựng đình chùa. Chính vì vậy mà ông nhiều lần được các cấp khen thưởng. Tôi thấy cái phong trào nông thôn mới là chúng tôi nên làm, cho nên gia đình chúng tôi tập hợp và nhất trí ủng hộ. Cho đến nay, đường xá này các công trình nói chung là rất là phong phú. Khi mà ông Thái đã đập tường dịch hàng rào ở gia đình rồi thì các gia đình lân cận bên cạnh cũng đã tiếp tục là góp phần cho cái đoạn đường này là được thông thoáng. Từ hành động của ông Thái thì đã làm một cái tấm gương sáng lan tỏa rộng khắp đến rất là nhiều hội viên và nhân dân nói theo. Với tinh thần tuổi cao, nêu gương sáng,
bà Lê Thị Thúy Hường ở thị trấn Khoái Châu ủng hộ trên 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương. Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, với kinh nghiệm, tri thức và vốn sống phong phú, bà Hường còn là nhân tố tích cực có uy tín ở địa phương, tâm huyết, nhiệt tình xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Bà đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Khoái Châu, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca, phó chủ tịch hội người cao tuổi của thị trấn Khoái Châu. Ở vị trí nào, bà Hường cũng luôn tích cực tham gia và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Vận động con cái để xây dựng công trình phúc lợi sạch đẹp để nhân dân cùng hưởng, tôi cảm thấy rất là phấn khởi, góp sức cùng gia đình và địa phương xây nên được những công trình phúc lợi, nó rất là sang trang và giàu đẹp. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang thay đổi toàn diện kinh tế xã hội của huyện Khoái Châu. Sự thay đổi đó có phần công sức không nhỏ của người cao tuổi bằng những việc làm cụ thể được cộng đồng xã hội ghi nhận. Sáng nay, tại đền thờ Tống Chân, xã Tống Chân, huyện Phù Cử, tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời và tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, sinh viên, học sinh tiêu biểu năm học 2023. Trong năm học vừa qua, toàn huyện có 97 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và huyện, 82 học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, các trường trung học phổ thông có tỷ lệ tốt nghiệp cao như trường trung học phổ thông Phù Cử, Nam Phù Cử đạt 100%. Có 13 học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm xét tuyển đại học trên 27 điểm. Đặc biệt sau một năm thành lập Quỹ Khuyến học Tống Chân Quốc Hoa, đến nay quỹ đã nhận được hơn 1 tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị người con xa quê. Huyện Phù Cử tuyên dương khen thưởng 33 giáo viên dạy giỏi và đạt giải trong các cuộc thi đợt thi cấp tỉnh, 2 sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, 82 học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh, 13 học sinh có điểm xét tuyển đại học đạt từ 27 điểm trở lên và 40 học sinh các cấp học có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Hiện nay tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều ca mắc trong các cơ sở giáo dục. Tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành trên địa bàn thành phố Hưng Yên, những ngày qua một số lớp học của nhà trường cũng xuất hiện hiện tượng đau mắt đỏ. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên có 16 lớp với trên 630 học sinh. Trong khoảng 2 tuần qua, số học sinh trong trường bị đau mắt đỏ lên đến gần 30 em. Để ngăn chặn sự lây lan bệnh đau mắt đỏ trong học sinh, nhà trường đã chủ động thông tin đến phụ huynh học sinh qua các nhóm Zalo về diễn biến của dịch bệnh để thực hiện biện pháp phòng tránh, nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và sử dụng nước sạch, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, đặc biệt hạn chế tiếp xúc với các bạn có biểu hiện nghi bị đau mắt đỏ, đảm bảo vệ sinh lớp học và các khu vực sinh hoạt chung. Khi mà có dịch và đặc biệt là những cái bạn mà đã mắc ấy, thì chúng tôi hướng dẫn và cụ thể đối với cả các con để các con thứ nhất là nhanh khỏi và cái thứ hai là nó tránh cái việc là lây lan. Và cũng rất là mừng là hiện nay là ở trường chúng tôi thì cái việc mà số lượng cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường cũng như là các em học sinh thì mắc cũng ít thôi, hầu như là chỉ gọi là lác đác. Và chúng tôi cũng mong là với những cái biện pháp nhanh chóng và kịp thời thì có thể hỗ trợ đẩy lùi được cái dịch bệnh nhanh nhất. Đau mắt đỏ thường là bệnh lành tính, song vẫn gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt học tập của học sinh. Khi có các dấu hiệu đau mắt đỏ, người bệnh cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị để tránh biến chứng nặng. Vào đầu năm học mới, các khoản thu trong giáo dục lại được phụ huynh và dư luận xã hội quan tâm. Ngành giáo dục và đào tạo cùng các địa phương trên toàn tỉnh đã ban hành văn bản về việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập để chấm dứt tình trạng huy động đóng góp và quản lý sử dụng các khoản thu sai quy định. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào triển khai thu các khoản đóng góp đầu năm học bằng phương thức không dùng tiền mặt và thực hiện qua ứng dụng công nghệ. Nộp những khoản tiền gì, số tiền nộp bao nhiêu được công khai rõ ràng khi đăng nhập vào phần mềm, qua đó tạo sự tin tưởng về tính minh bạch trong các khoản thu. Đóng vào tài khoản ấy thì những từng mục rất là minh bạch, chúng tôi rất là yên tâm. Hoạt động của lớp ấy, như là trung thu này, là những hoạt động những ngày lễ, chúng tôi tự quyết định và thông báo đến cô giáo viên chính chủ nhiệm. Quản lý các khoản thu qua ứng dụng công nghệ có liên kết với ngân hàng
được 100% các trường học trên địa bàn thị xã Mỹ Hào áp dụng để tránh việc lạm thu, thu sai quy định. Thị xã có chế tài hỗ trợ để các nhà trường không phải chi kinh phí duy trì hoạt động của ứng dụng. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã cũng ban hành các văn bản chỉ đạo quán triệt công tác thu góp đầu năm. Quan điểm của Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Mỹ Hào là yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc thực hiện các khoản thu góp, kiên quyết không để tình trạng lạm thu và thu không đúng quy định xảy ra trên địa bàn của thị xã. Khi có những trường hợp mà phát hiện ra không đúng, chúng tôi sẽ căn cứ vào các quy định để chấn chỉnh, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm xảy ra nếu có. Đầu năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý các khoản thu đầu năm, trong đó quy định rõ các mức thu, các khoản thu theo quyết định số 38/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài các khoản thu được phép theo quy định, nghiêm cấm các nhà trường tiến hành thu bắt buộc đối với học sinh hoặc gia đình học sinh bất kỳ khoản thu nào khác. Trên trang web của Sở Giáo dục đã công bố danh sách các số điện thoại đường dây nóng của Sở và các Phòng Giáo dục và Đào tạo sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh của cha mẹ học sinh. Trong tháng 9 và tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập đoàn kiểm tra công tác thu góp tại một số cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Trực tiếp, thầy hiệu trưởng sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh về các khoản thu góp một cách minh bạch. Những cái khoản nào mà chưa phải thu ngay từ đầu năm, ví dụ như học phí, ví dụ như xe đạp, điện nước, có thể thu theo tháng, thu theo kỳ. Đối với trường hợp chúng tôi thì chúng tôi không có quỹ nào cả. Có một khoản gọi là kinh phí hoạt động cho ban đại diện cho học sinh. Theo thông tư 55, ban đại diện cho học sinh các lớp tự tổ chức thu theo tinh thần tự nguyện. Văn bản chỉ đạo năm nào cũng có, nhưng hoạt động thu góp đầu năm vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Thực tế tại Hưng Yên vẫn có những trường thu sai quy định và đã bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, để hoạt động thu góp diễn ra công khai, minh bạch, vừa đáp ứng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, vừa phù hợp với nguyện vọng của gia đình, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cần có sự lên tiếng phản ánh những tiêu cực trong hoạt động thu chi của chính phụ huynh và học sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị ban ngành đoàn thể tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đối với công an tỉnh, tổ chức thực hiện phương án chữa cháy thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, thành lập tổ kiểm tra liên ngành để tổng kiểm tra, rà soát các loại hình trên, hướng dẫn các chủ hộ thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố. Liên tiếp trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 2 vụ cháy. Tuy chưa rõ nguyên nhân, nhưng cho thấy vẫn còn sự lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa cháy nổ. Vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, nhận được tin báo xảy ra cháy tại xưởng in của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại in bao bì Hùng Linh, địa chỉ tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, diện tích nhà xưởng khoảng 600 m². Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an huyện Yên Mỹ đã có mặt tại hiện trường tổ chức công tác chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm hư hại khoảng 150 m² nhà xưởng và một số máy móc thiết bị hàng hóa. Rất may không có thiệt hại về người. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 29 tháng 9, xảy ra cháy tại cửa hàng buôn bán thời trang tại khu Bùn Khé, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu. Không có thiệt hại về người và tài sản, thiệt hại không đáng kể. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.